Kính chào bà con và các bạn. Bây giờ là thời lượng của trang nông nghiệp do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị thực hiện. Chương trình tuần này có những thông tin đáng chú ý sau. Tâm lý e ngại bò bị bệnh của người tiêu dùng đã bắt đầu ảnh hưởng tới thị trường thịt bò nội tỉnh, nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị khuyến cáo người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm thịt bò sạch có nguồn gốc rõ ràng. Triển khai mô hình chuyển đổi sản xuất trên chân đất trồng lúa không chủ động nước tưới, năng suất thấp bằng mô hình sản xuất dưa hấu sử dụng bạt phủ ni lông đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa bà con và các bạn, vụ hè thu năm 2021, toàn tỉnh gieo cấy khoảng trên 22,3 ha lúa. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương đang tập trung nhân lực, phương tiện tiến hành tổ chức sản xuất vụ hè thu năm 2021 đảm bảo thời vụ. Ngay từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ hè thu và thu đông năm 2021. Sản xuất sử dụng 100% giống lúa thuần ngắn ngày và cực ngắn, khuyến cáo sử dụng các giống lúa chất lượng cao, giống được thị trường ưa chuộng, cứng cây, chống đổ ngả, ít nhiễm sâu bệnh và chịu nắng nóng tốt. Các giống lúa chủ lực HN6, HT1, HC95, Bắc Thơm 7, Đài Thơm 8, Khang Dân và một số loài giống lúa chất lượng cao khác. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, vụ hè thu năm 2021 có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn toàn tỉnh. Nắng nóng có thể xảy ra gay gắt tập trung từ tháng 5 đến tháng 8 với tần suất 2 đến 3 đợt một tháng. Để chủ động ứng phó với thiên tai dịch bệnh, tổ chức sản xuất thắng lợi vụ hè thu và thu đông năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cán bộ ngành nông nghiệp tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu 2021 đảm bảo thời vụ. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp sẽ rà soát các diện tích ruộng lúa thiếu nước, không thể sản xuất hoặc sản xuất lúa hiệu quả thấp để vận động nhân dân chuyển đổi sang các cây trồng cạn như đậu xanh, ngô, lạc, rau các loại hoặc các hình thức sản xuất khác phù hợp mang lại hiệu quả cao hơn. Vừa qua, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn hiện trường quản lý bệnh lùn sọc đen hài lúa cho bà con nông dân hợp tác xã Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Với phương pháp hướng dẫn thực hành tại đồng ruộng là chủ yếu, cán bộ trạm đã hướng dẫn cho nông dân cách chọn giống, xử lý hạt giống bằng thuốc Cruiser Plus 312,5 FS, thuốc Mapsilo 40. Các biện pháp vệ sinh đồng ruộng như dọn sạch cỏ dại, bón vôi, làm đất kỹ nhằm tiêu diệt nguồn bệnh lùn sọc đen, cách thức phòng ngừa rầy môi giới truyền bệnh lùn sọc đen. Qua đó, giúp bà con nông dân nắm bắt kỹ thuật phòng trừ bệnh kịp thời, có hiệu quả ngay từ đầu vụ, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát sâu bệnh hại lúa trên đồng ruộng. Thưa bà con và các bạn, hiện nay thịt bò ở một số chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bán chậm do tâm lý e ngại bò bị bệnh của người tiêu dùng đã bắt đầu ảnh hưởng tới thị trường thịt bò nội tỉnh hiện nay. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và cả cấp chính quyền đã triển khai tiêm phòng khẩn cấp dịch bệnh viêm da nổi cục cũng như đang chủ trọng việc kiểm tra, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ thịt bò, các sản phẩm từ bò và tăng cường công tác tuyên truyền khuyến cáo người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm thịt bò sạch có nguồn gốc rõ ràng. Từ cuối năm 2020, sau khi dịch viêm da nổi cục xuất hiện tại huyện Vĩnh Linh, ngành nông nghiệp và các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, triển khai, đồng bộ tất cả các phương án để nhanh chóng khống chế, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng. Để kịp thời dập tắt dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tiêm phòng 53.000 liều vaccine Lumpivac cho đàn trâu bò trên toàn tỉnh. Sau khi tiêm, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn, 100% so với diện tiêm ở các vùng tiêm phòng bắt buộc, tránh thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Hàng năm, rồi hàng vụ tổ chức tiêm phòng cho theo cái lịch của Ủy ban nhân dân duyệt và thường xuyên
lực lượng cán bộ thú y theo dõi, nắm bắt tình hình từng các thôn, nắm tổng đàn để phát hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Còn những đàn trâu bò, những con trâu bò nào mà bị dịch bệnh thì chúng tôi khoanh vùng và cho điều trị, cho người có hướng điều trị, phác đồ điều trị để bảo đảm. Và là coi là cái lượng trâu bò thịt mà được bán ra thì chúng tôi sẽ có cái sơ kiểm soát. Khi bán ra là coi đảm bảo trâu bò là phải xuất bệnh. Nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y tại lò mổ và đưa ra thị trường các sản phẩm thịt bò an toàn cho người tiêu dùng. Thời gian này, các cán bộ của Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ. Những con bò khỏe mạnh, không có biểu hiện của triệu chứng bệnh truyền nhiễm mới cho đưa vào lò giết mổ. Tại lò giết mổ gia súc thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, cho thấy bò được giám sát trước và trong quá trình giết mổ. Sau khi hoàn thành, cán bộ thú y tiếp tục kiểm tra sản phẩm thịt bò sau giết mổ, đóng dấu kiểm soát giết mổ lên thân thịt mới vận chuyển ra thị trường tiêu thụ. Việc kiểm soát tốt, giết mổ tại cơ sở giết mổ có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm thịt bò cung ứng đến tay người tiêu dùng. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh và đảm bảo cái sản phẩm sạch, động vật sạch đến với người tiêu dùng, thì chúng tôi đã thường xuyên là thực hiện các đợt thân kiểm tra định kỳ đột xuất tại các cơ sở giết mổ gia súc tập trung, các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, chỉ đạo cán bộ là phải kiểm tra lâm sàng, đảm bảo con bò đó là an toàn dịch bệnh, không bị các bệnh truyền nhiễm thì mới đưa vào giết mổ. Và trong quá trình giết mổ thì giám sát cái hoạt động của là trong quá trình giết mổ, tức là đảm bảo cái điều kiện vệ sinh thú y, môi trường. Và sau khi giết mổ thì kiểm tra hết phụ tạng và khi đảm bảo an toàn thì mới là cấp tem để lưu hành trên thị trường. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm da nổi cục trên bò, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn yêu cầu các địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan cần quản lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt bò trên địa bàn tỉnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm và kiên quyết tiêu hủy bò, sản phẩm bò không rõ nguồn gốc, không có kiểm dịch của cơ quan thú y. Theo khuyến cáo của các ngành chức năng, để lựa chọn sản phẩm thịt bò đảm bảo an toàn, người tiêu dùng cần mua thịt tại nơi có thông tin nguồn gốc rõ ràng, có quầy hoặc cửa hàng bày bán. Khi mua thịt bò, người mua nên mua tại các cửa hàng quầy bán có tem kiểm soát giết mổ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Đợt này thì nghe tình hình là bệnh tật của bò là viêm da nổi cục được khống chế, được bên ngành thú y quản lý chặt chẽ. Và gia đình chúng tôi cũng quay trở lại là mua thịt bò bình thường ở chợ. Cùng với hoạt động tăng cường công tác kiểm soát giết mổ gia súc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, tránh tình trạng giấu dịch, buôn bán giết mổ bò vì dịch bệnh. Qua đó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch xảy ra, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cho người chăn nuôi ý thức cao trong công tác phòng dịch, chú ý vệ sinh chuồng trại, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng, tích cực chăm sóc đàn bò, cho ăn đầy đủ, tăng sức đề kháng cho đàn bò. Đến thời điểm hiện nay thì ngành thú y cũng như là chính quyền địa phương đã kiểm soát tốt cái số trâu bò mắc bệnh cũng như thực hiện cái việc tiêu hủy số trâu bò chết theo đúng quy định. Cái thứ hai nữa là về phía Chi cục Chăn nuôi thú y cũng đã chỉ đạo cho tất cả cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ trên địa bàn là thực hiện đúng cái quy trình kiểm soát giết mổ theo quy định. Do vậy đến giờ phút này thì như vậy tất cả các cái gia súc được đưa vào giết mổ đều là những gia súc khỏe mạnh và đảm bảo cái yêu cầu an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Do vậy tôi khẳng định đến giờ phút này tất cả các cái thực phẩm tất cả cái thịt từ gia súc, trong đó thì đặc biệt là thịt trâu bò được cái ngành thú y kiểm soát đều đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn. Hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh bị bệnh viêm da nổi cục trên bò đã cơ bản khống chế ngăn chặn.
Tại tỉnh ta, các ban ngành chức năng đang tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa khuyến cáo người tiêu dùng yên tâm sử dụng thịt bò, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh gây hoang mang trong xã hội và gây thiệt hại kinh tế cho ngành chăn nuôi. Để tăng thu nhập cho người dân nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất lúa thiếu nước vụ hè thu năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã triển khai mô hình chuyển đổi sản xuất trên chân đất trồng lúa không chủ động nước tưới, năng suất thấp bằng mô hình sản xuất dưa hấu sử dụng bạt ni lông đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mô hình được triển khai trên địa bàn huyện Vĩnh Linh gồm xã Vĩnh Giang 5 ha, xã Bãi Ngang ven biển và xã Hiền Thành 2 ha, xã vùng đồng bằng. Tham gia mô hình, các hộ dân được Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí để mua giống và vật tư phân bón như bạt phủ ni lông, chế phẩm Trichoderma để ủ phân hữu cơ vi sinh, phân bón lá sinh học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, tem truy xuất nguồn gốc. Họ gắt xong rồi mình phạt tọt đi rồi mình đốt rồi cũng là lệnh luồng lên thì luồng thì cách luồng khoảng 5 mét, 4,5 mét đến 5 mét á, thì vuông cách vuông đi thì khoảng 4 mét, còn cây cách cây thì khoảng 40 đến 45 cm á, thì phần chuồng với chi là đi cô đặt má với chi là phần lấn mình trộn ủ để khoảng 3-4 tháng rồi. Rồi phủ bạt rồi trong cũng bình thường thôi. Đấy rồi chứ không mình xuống giống đó. Với phương pháp bắt tay chỉ việc, tập huấn tại hiện trường, cán bộ kỹ thuật của trung tâm sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trong suốt quá trình thực hiện mô hình, nhằm giúp giảm chi phí sản xuất do từ ủ phân hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Được biết đến cuối vụ khi có sản phẩm, trung tâm sẽ hỗ trợ để thực hiện việc dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từng bước hướng tới sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng. Trên thực địa thì chúng tôi hướng dẫn người dân về cái quá trình cày bừa, rồi là bón phân lót, rồi là sau đó thì sử dụng cái bạt để mà che phủ. Bạt này là có tác dụng là vừa hạn chế cái cỏ dại, hạn chế cái bốc hơi nước và giảm được một số cái sâu bệnh hại cho cái cây trồng. Rồi sau đó thì sau khi phủ bạt xong thì chúng tôi đục lộ và sẽ gieo hạt, và trong các bước tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng với nông dân hướng dẫn chỉ đạo để cho bà con thực hiện tốt cái mô hình để mang lại cái kết quả cao, góp phần vào cái việc là giảm cái diện tích lúa bỏ hoang trong cái vụ hè thu trong những năm sắp tới. Việc triển khai mô hình sẽ thay đổi phương thức canh tác theo hướng hữu cơ bền vững, nâng cao trình độ thâm canh, khoa học kỹ thuật cho nông dân tham gia mô hình. Sản phẩm có sức tiêu thụ rộng rãi, góp phần mang lại hiệu quả trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo hướng sản xuất bền vững, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi trang nông nghiệp tuần này. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong khung giờ này vào tuần sau.